Hoa Khôi Nam Em diện áo dài đính đá có đuôi xòe 600 triệu trong một buổi tiệc sang trọng. Hoa Khôi Nam Em xuất hiện trong một buổi tiệc của nhãn hàng với vai trò khách mời danh dự. Người đẹp diện áo dài thanh lịch vô cùng sang trọng, ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế, cô nhận được nhiều lời khen trong giao tiếp cũng như cách nói chuyện khéo léo. Sau khi rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ, Nam Em lọt vào top 10 người đẹp nhất khiến nhiều người tiếc nuối. Không chỉ vậy, thời gian vừa qua, cô còn cùng với Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng nhau phối hợp cùng cơ quan chức năng bắt giữ kẻ lừa đảo là giả làm văn lý của Hoa hậu Thu Thảo để vòi tiền Nam Em. Nam Em cho biết cô khá vui mừng khi kẻ gian bị bắt giữ và cảm ơn đàn chị Thu Thảo đã cùng phối hợp để bắt giữ kẻ gian. Trước đó, kẻ gian mạo danh quản lý của Thu Thảo còn xuống tận quê của Nam Em để gặp gia đình cô và có ý định gạt lừa tiền. Sau thời gian gặp chuyện không may, Nam Em tập trung cho công việc, học hành và nhận lời tham gia các sự kiện quan trọng. Không chỉ vậy, trong buổi tiệc Nam Em khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ dự định sắp tới. Nam Em quê ở Tiền Giang, cô sở hữu chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 82, 61, 89, cũng là người đẹp được đặt cách vào thẳng chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, khi trước đó cô đạt Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long.